Dạ vâng, em Hoàng xin thân mến kính chào tất cả các bác và anh em. Trong video clip này, em lên với tất cả các bác đó là những con lọc nguồn quặng Epcot, những con lọc nguồn quặng Nut Token để cho tất cả các bác lựa chọn phối ghép cho hệ thống Audio của mình nhé. Như em và các bác cũng biết rồi, những con lọc nguồn này nó có một vai trò cực kỳ là quan trọng đối với hệ thống Audio của chúng ta. Ngoài mang lại một chất lượng âm thanh được hay hơn thì giúp tuổi thọ thiết bị của chúng ta được bền bỉ, giảm sôi, giảm nhiễu cho một chất lượng âm thanh rất là trong trẻo, rất là chi tiết nhá. Thì em cũng có hai đoạn dây trần như thế này, không có vỏ nhá. Đoạn này là 2m2 này, còn đoạn này là 1m7 nhá. Ưu tiên bác nào lấy đoạn này hoặc đoạn này, chúng ta lấy hết luôn. Đó thì đây là dòng dây đơn. Em bán sẽ là bán theo mét như thế này, theo mét này sẽ có một sợi đen và một sợi đỏ như thế này đó. Và đây là chi tiết loại dặn, mời tất cả anh em và các bác cùng xem nhé. Đây là loại dặn này. Loại dặn là gồm những sợi đồng mạ bạc, gồm những sợi đồng trục và những sợi đồng tơ sợi rất là mịn nhá, rất là sáng như thế này. Loại dây này các bác sử dụng làm cầu loa này, chúng ta đấu từ loa đến âm ly này, chúng ta đấu ở trong biến áp cách ly đều được nha, rất là ok. Hoặc các bác cũng có thể tắt cái vỏ này ra luôn, chúng ta đấu tép rời đều được nha. Em bán cho tất cả các bác chỉ có 220 một mét đôi nhá, một mét đôi, có hai đoạn thôi nha các bác, có hai đoạn thôi, rất là xịn sò và rất là ít có nha, nên anh em nào cần thì chúng ta liên hệ sớm cho em nha. Đó, làm biến áp cách ly thì rất là ok, không phải bàn nha. Rồi, đi qua những con lọc nguồn này. Đây là con lọc nguồn quặng Epcot nha các bác, Epcot. Này em vời được tầm khoảng là hơn chục con nha. Dòng lọc này nó sẽ có mức tại là 20A và model là B120 này. Cách đấu là bên line đi vào, bên loát đi ra. Mã số là 0406 này. Đó, những con lọc đúc đặc rất là đẹp nha. Rất là ok. Và con lọc này là lọc size nhỏ nên các bác có thể để được trong quản lý nguồn này, lọc nguồn này, biến áp cách ly, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng lọc riêng cho những từng thiết bị nhá, như là âm ly CD đó, vân vân. Một thiết bị chúng ta lọc một con thì vừa lọc rất là sạch, vừa bảo vệ thiết bị của chúng ta rất là tốt nhá, giảm sôi giảm nhiễu cho một chất âm rất là hay, rất là trong trẻo nhá. Và con lọc quặng Epcot này tại là 20A, hai tổng lọc nha. Em để cho tất cả các bác chỉ có 450.000 đồng một con. Bác nào lấy hai con, em sẽ bao ship nhá. Đó, anh em cần thì liên hệ cho em nhá. Số lượng lần này về cũng được khá khá đấy. Còn đây là những con lọc nguồn quặng Nut Token này. Con này thì nó lớn hơn rất là nhiều. Các bác so này. Đó, lớn hơn rất là nhiều. Nut Token made in Japan. Cách đấu thì bên line đi vào, bên loát đi ra. Chân này là chân mát này. Chân mát thì các bác tiếp ở vỏ cũng được luôn. Thiết kế là đúc đặc, độ đẹp tầm khoảng 95%. Tại là 30A, tương ứng là 6.500W. Lọc này em phân phối rất là nhiều rồi, lọc rất là sạch sẽ nha. Đó, quay rất là nhiều, báo giá cũng rất là nhiều rồi. Và còn lọc này em để cho tất cả các bác chỉ có 600.000 một con thôi. Em bao ship tận nơi, các bác nhận hàng kiểm tra ok, đúng hàng đẹp như thế này. Và những con lọc này thì em sẽ bảo hành cho tất cả các bác là 1 năm nhé, 1 năm. Những con lọc Epcot cũng là 1 năm, những con lọc của Nhật cũng là 1 năm nhé. Thì bác nào có nhu cầu về những con lọc nguồn này, chúng ta liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nhé. Rồi, em Hoàng xin thân mến kính chào các bác và anh em. Hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào.